Cây cao su thì cái giai đoạn cuối mùa mưa đấy vẫn là cái giai đoạn khai thác mủ. Và lúc này thì bộ lá vẫn đang tốt mà khai thác mủ tốt nhất. Nhưng mà bà con chú ý một số bệnh thông thường mà nó gây đến ảnh hưởng tới cao su, tức là khô miệng cạo, rồi bệnh nấm hồng, tất cả đấy thì bà con phải chú ý xuất hiện để nó ảnh hưởng tới cái lượng mủ. Và hai nữa, nếu như gặp những cái đợt hạn, nhất là miền Đông nó hay có cái hạn bà chẳng đấy, thì bà con cũng phải chú ý cái phần nước, nếu tưới được thì nó làm cho lưu thông cái nhựa thì lúc với bà con khai thác. Và hai nữa bà con cũng phải chú ý bón phân, bởi vì cái bên cái doanh nghiệp họ thu mua mủ cao su đấy thì họ đánh giá rất cao cái chất lượng mủ, nên bà con cũng phải bón phân cân đối để cho nó cung cấp cái lượng mủ nhiều là một, nhưng mà phải chất lượng mủ. Không người ta đánh giá mà chất lượng mủ không cao thì chúng ta có năng suất mủ cao thì cái lợi nhuận của bà con cũng tụt đi, nên bà con phải chú ý cái phần này. Và bà con sẽ khai thác tối đa ở giai đoạn cuối này vì bộ lá vẫn còn đang tốt. Về bón phân thì có một số loại phân bón chuyên dùng cho cây cao su, như là giai đoạn cuối này thì cái lượng lân họ giảm sút và lượng đạm và kali sẽ được tăng lên, trong đó kali cao hơn đạm vì kali nó tích tụ cái lượng mủ và làm lưu thông cái lượng mủ, nên là bà con cũng sử dụng là có thể là bón là 2-1-3 hoặc là 3-1-5, nghĩa là, và nếu mà bà con muốn bổ sung kali không khi cái lượng đạm và lân đủ rồi thì tăng cường kali thêm thì bà con nên sử dụng là kali sunfat tốt hơn. Bà con nhiều khi bón sai cái đoạn cuối này ấy, thì bà con bón cái tỷ lệ NPK không thích hợp, nhiều khi bón lân cao quá hoặc là bón đạm cao quá cũng không cần thiết, mà chủ yếu là cần kali và trung vi lượng. Trung vi lượng sẽ giúp cho cái chất lượng mủ nó đạt yêu cầu hơn, còn kali nó làm cái lưu thông mủ. Nhưng mà bà con rất chú ý phòng bệnh để cho cái lượng mủ khai thác tối đa thì tốt hơn, chứ còn tránh lúc này thì cũng không nên bón phân hữu cơ, không nên bón những loại phân lân hoặc là cái tỷ lệ đạm lân cao. Nếu mà chuẩn bị kết thúc khai thác ấy, mủ ấy, mà chuẩn bị cho mùa tiếp theo và cho cái giai đoạn nó thay lá đấy, thì bà con sẽ bón phân hữu cơ là chủ yếu, nó làm nền tảng cho cái vụ sau nó được tốt hơn và nó phục hồi cái sức khỏe đất.